Trời, hôm trước được cái bạn ở trên cái group này giới thiệu một quán ăn tại Hà Nội, tại Sài Gòn. Thế là mấy chị em mình mới túc tấp từ quận 7 phóng qua. Thì quán có tên là Lẩu Gà Táo Đỏ. Thực chất thì các bạn ấy giới thiệu là quán Ngõ Đồng Xuân. Quán nằm ở ngay cái đường Hoàng Hoa Thám, cách đâu đó ngã tư khoảng mấy trăm mét đấy. Thì quán vào cũng khó, khá là khó tìm, mà được cái là nhìn cũng thân thiện, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đấy, các bạn nhìn thấy là đây được bố trí theo cái dạng kiểu bàn ngồi này, bàn thấp, bàn cao. Thì đây, cái chỗ này là cái chỗ ba chị em mà mình ngồi. Lúc qua tí là menu nào. Ok, trời ơi, món ăn thì cũng được, bình thường thôi, giá từ khoảng cỡ 70.000 cho tới 300. Trung bình thì khoảng cỡ tầm 50 cho tới 8-90.000 gì đó. Các bạn vào đây có thể gọi đa phần là những cái món bát, nhưng ăn cũng khá là ngon và thú vị. Đấy, khá là nhiều như là chả cá rồi sụn, rồi thậm chí là những cái món như phở cuốn, phở xào đấy. Đâu đó thì bọn chị em mình gọi được 6 đĩa, bao gồm có phở xào, phở cuốn, rồi lòng gà xào mì các kiểu. Cuối cùng được cái là quán đang hiện tại đang khuyến mại là phí nước sấu cho các bạn. Đấy, trời ơi, sau 30 phút thì các bạn ấy quên bill. Thế là mãi vì sau khoảng cỡ 40 phút thì bọn mình ra được cái món đầu tiên là món phở cuốn ghẹ, tiếp đến là món giả cầy. Thật là chán lắm, món giả cầy này nguội cực các bạn ạ, ăn chán lắm, chả có nóng thế nào cả. Trời, đụ, đang nhìn thấy con sâu kìa. Trời má ơi, rồi quay lại luôn. Phở xào, phở cũng không được giòn lắm nha các bạn. Nói chung 89 điểm, à khoảng có được 7 trên 10 điểm. Đây là cái món phở xào. Cuối cùng là bill cuối cùng các bạn ấy không ra, mà giờ có 3 món ra. Cuối cùng trời chán chết đi được. Đấy, thế là về nhà, khi mà sau khi mà mình có trải qua một cái trải nghiệm rất là tệ về mình viết bài review ở trên cái cộng đồng Thánh review ấy, thì vô tình chung là gây ra hai cái luồng dư luận. Một, các bạn là bênh cho quán, hai bạn đứng ở phía ông mình. Rồi lên nó quại nhau luôn xùm bè lên. Ôi, cái lúc mà bút bài thì là muộn rồi, mình đi ngủ, sáng dậy thấy quá trời comment, đâu đó mấy trăm comment liền. Và chị chủ quán có với em mình. Nhưng có một cái điều mà mình cần giải thích là chị chủ quán hoàn toàn nói sai so với sự thật những gì mà mình đã trải qua. Và sau đó chị xin lỗi và mình đã đồng ý gỡ bài xuống. Mà thôi, chuyện đã qua rồi thì các bạn cứ ủng hộ chị tiếp nhá. Hy vọng các bạn có một cái trải nghiệm thú vị và các bạn nhớ ủng hộ chị tiếp nhá. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng.